Cây mật nhân còn gọi là mật nhơn, cây bá bệnh, cây bách bệnh hay cây hậu phát nam. Tiếng Anh gọi là longrac, tên danh pháp khoa học là Eugicoma longifolia rac, thuộc họ thanh thất Cimazoubaceae chi Eugicoma, mọc hoang trong những cánh rừng thưa ở vùng Đông Nam Á. Ở Việt Nam, cây mọc ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Mật nhân được xem là loại thảo dược quý chứ không hẳn là chữa ba bệnh. Các bộ phận của cây gồm lá, quả, thân, đặc biệt là rễ, có tác dụng điều trị nhiều bệnh. Hiện nay mật nhân được dùng rộng rãi không chỉ ở vùng Đông Nam Á mà cả ở Tây Âu, Hoa Kỳ dưới dạng thực phẩm bổ sung và nước uống. Cây cao khoảng 15 mét, thường mọc dưới tán lá của những cây lớn, có lông ở nhiều bộ phận. Lá cây dạng kép không cuống gồm từ 13 đến 42 lá nhỏ sánh đôi và đối nhau. Mặt lá trên màu xanh, mặt dưới màu trắng. Mỗi cây chỉ trổ hoa đực hoặc hoa cái và hoa có màu đỏ nâu, thành chùm kép hay chùm tán mọc ở ngọn. Nở vào tháng 3 đến tháng 4 hàng năm, cây kết quả vào tháng 5 hoặc tháng 6. Quả non màu xanh khi chín đổi sang màu vàng hay đỏ sẫm. Trong vỏ chứa chất đắng còn gọi là quassin, hạt chứa dầu béo màu vàng nhạt. Theo đông y, mật nhân có vị đắng, tính mát, đi vào kinh can và thận, có tác dụng bổ dưỡng cho người bị khí huyết hư, gân xương đau nhức, tê chân tay, rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy hay kiết lỵ đều dùng được, phòng ngừa tứ thời cảm mạo. Ngoài ra, mật nhân còn chữa được chứng thống kinh, tức phụ nữ bị đau bụng lúc hành kinh, chứng ách nghịch ở ngực, tức là đau tức ngực do khí ứ không thông. Bộ phận cây mật nhân thường dùng là rễ hay vỏ thân cây, còn lá thường chỉ được dùng nấu nước trị ghẻ lở ngứa. Rễ của cây mật nhân đem về chặt nhỏ phơi khô sau vàng hạ thổ rồi đem ngâm rượu. Mỗi lít ngâm khoảng 30-40 g, ngâm trong 20 ngày là dùng được. Liều dùng mỗi ngày uống khoảng 20-50 ml rượu mật nhân, tùy theo nhu cầu điều trị. Có thể ngâm riêng hay phối hợp với một số dược liệu khác nhằm giúp tăng hiệu quả điều trị. Người không uống đắng được có thể ngâm chung mật nhân với nho khô hay chuối khô nướng vàng để dùng cũng được. Lưu ý không được dùng mật nhân cho phụ nữ có thai. Nghiên cứu gần đây cho thấy cây mật nhân có công hiệu cải thiện chức năng sinh lý và tăng sức khỏe tình dục nam giới, đẩy nhanh và duy trì trạng thái cường dương, bổ sung năng lượng cho cơ thể, giúp giảm stress, mệt mỏi, tăng cường miễn dịch, ngăn ngừa khối u và phòng chống lão hóa. Bộ phận cây này được sử dụng làm thuốc chủ yếu là rễ, vỏ và quả cây. Thành phần trong vỏ rễ có các quassinoide, chitetbenoid, alkaloid giúp tăng năng lượng hoạt động và sức bền cơ thể, điều hòa và làm ổn định huyết áp. Thuốc được sử dụng dưới dạng thực phẩm chức năng. Vỏ rễ cây mật nhân có vị rất đắng nên sử dụng làm thuốc tẩy run, trị sốt rét, kiết lỵ, ngộ độc, đầy bụng, giải say rượu, dùng ngoài làm thuốc trị ghẻ lở. Một lưu ý quan trọng, nếu có dùng cây mật nhân thì người bệnh cần có sự tư vấn của bác sĩ để biết cách dùng như thế nào cho đúng, có nên sử dụng loại cây đó để chữa bệnh hay không, hay phải phối hợp với vị thuốc khác thì mới có hiệu quả.